Thưa quý vị, việc chính quyền xã Thành Phong, huyện miền núi Như Xuân, Thành Hóa dựng lều láng phục vụ cách ly đã khiến nhiều người dân xa quê hoang mang. Trước tình hình chỉ còn vài ngày nữa là đến dịp Tết Nguyên Đán, dịp người dân trở về quê hương sum họp đông nhất. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam đã lên tiếng về vụ việc. Ông cho rằng việc cách ly người dân làm ăn xa trở về địa phương ở lều láng về mặt thực tiễn là không cần thiết. Từ đầu tháng 1 năm 2022, chính quyền và nhân dân xã Thành Phong, huyện miền núi Như Xuân, Thành Hóa đã chọn khuôn viên hai nhà văn hóa của thôn, của xã để dựng lều lán, ngăn thành 60 phòng riêng biệt, phục vụ cách ly người về quê. Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thành Phong cho biết, hơn nửa tháng qua, có hơn 300 người xã Thanh Phong đi làm ăn xa, học tập trở về quê đón Tết. Trong đó khoảng 200 người thuộc diện cách ly y tế 7 ngày tại nhà, nhưng vì nhà riêng không đủ điều kiện cách ly nên được cách ly tại khu vực lều láng hoặc tại nhà văn hóa thôn. Trước việc cách ly người dân về quê ăn Tết ở lều láng, nhiều độc giả thắc mắc việc cách ly người về quê ăn Tết ở lều láng như ở xã Thanh Phong như vậy đã phù hợp với quy định hay chưa? Trao đổi về biện pháp cách ly y tế người làm ăn xa về quê ăn Tết, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết theo quy định của Bộ Y tế và Nghị quyết 128 của Chính phủ, thì trong trường hợp nếu địa phương bắt người dân cách ly vào thời điểm này là chưa đúng. Ông Phu cho biết, ngày 22 tháng 1, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên Đán nhầm dần 2022. Trong đó, Bộ Y tế đề nghị hướng dẫn người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đáng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, gồm thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe, không phải cách ly y tế. Nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, khó thở vân vân thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 và xử trí theo quy định. Theo ông Phu, Bộ Y tế cũng quy định không chỉ định xét nghiệm cách ly không cần thiết, mà chỉ xét nghiệm với những người có điều tra dịch tễ và chỉ cách ly F1 tại nhà. Bên cạnh đó, về mặt khoa học, việc cách ly những người về quê ăn Tết không bị nhiễm COVID-19 cũng không đúng. Ngoài ra, về mặt xã hội gây phản cảm, sẽ tạo ra một số tiền lệ không hay và gây dư luận không tốt. Trao đổi về vụ việc này, trưa ngày 25 tháng 1, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Dư Xuân, Đinh Văn Phương cho biết, ủy ban nhân dân huyện không chỉ đạo hay có văn bản hướng dẫn xã thanh phong dựng lều lắng cho người dân cách ly sau khi nhận được thông tin ủy ban nhân dân huyện đã yêu cầu ủy ban nhân dân xã thanh phong báo cáo sự việc nêu trên ông phương nói xã thanh phong đã có báo cáo giải trình với huyện là không được dựng lều lắng lên để cách ly tập trung người dân về từ vùng dịch những lều lắng này đã được xã dựng lên từ đợt bùng phát dịch thứ tư và sau đó xã đã sáng tạo để phục vụ người dân về quê từ vùng đỏ, nhưng nhà không đủ điều kiện cách ly theo quy định của Bộ Y tế, có thể đăng ký cách ly tại đây để không ảnh hưởng đến những người khác trong gia đình. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân cho biết thêm, điều kiện cách ly y tế tại nhà đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế đối với xã Thanh Phong rất khó vì người dân địa phương không có phòng riêng, gia đình chủ yếu sinh hoạt chung. Những gia đình nào có đủ điều kiện cách ly tại nhà hoặc muốn cách ly tại nhà vẫn được chính quyền địa phương không bắt buộc toàn bộ người dân phải cách ly tại láng. Ông Phương cho biết, huyện cũng đã có ý kiến chỉ đạo xã Thanh Phong phải thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế, văn bản của tỉnh Thanh Hóa và các chỉ đạo của huyện để thích ứng an toàn cho người dân về quê ăn Tết an lành, bình an, không có chuyện dựng lều láng lên để cách ly bắt buộc. Như vậy theo xã Thanh Phong, việc chính quyền dựng liều lắng là để tạo thêm cơ hội cách ly cho những người dân về từ vùng đỏ nhưng không thể cách ly tại nhà. Xã cũng sẽ tuyệt đối không bắt buộc mọi người dân về địa phương phải lựa chọn phương án này, Việc cách ly người dân nghi ngờ nhiễm Covid-19 sẽ phụ thuộc vào các biểu hiện bệnh và điều kiện cách ly của từng hộ gia đình tại xã.